Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử lại 12 game. Các bạn cùng mình khám phá game đầu tiên nha. Roblox, let's go. Trong này thì có rất nhiều những tựa game khác nhau và chơi rất là hay. Thì các bạn nào yêu thích những tựa game nào thì các bạn có thể chơi tựa game đó. Ok, và bây giờ thì mình sẽ vào tựa game Ten Titan. Let's go. Rồi, let's go. Mình sẽ vào quyết 2. Cedar Bluffs. Ok, một anh chàng rất là to xác và rất là khỏe. Anh này sắp die rồi. Anh ta đã bị die. Anh chàng kia rất là trâu bò luôn. Anh ta ở quét 1, nhưng mà trâu nhất trong quét 1. Mình sẽ tiến lại gần anh ta. Anh chàng cấp 3 đang đánh nhau với mình. Oh my god, chết rồi. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game thứ hai. Minion, let's go. Let's go. Nhiệm vụ online thì các bạn phải đi ăn nhân đôi. Let's go. Let's go.
Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game tiếp theo. Chú Quyết Ui đây, Adventure. Let's go. Một chú rùa ninja. Tiếp tục là, đây là một cái máy in tiền trực tiếp luôn. Mình sẽ mua hai chiếc điện thoại này. Wow. Ground control to Major Drone. Let's go. Ok. Rồi tiếp nào. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang game thứ tư, It's Horror Club. Let's go. Đây là một tựa game kinh dị rất hay và hot trong những tháng vừa qua. New game, sau tựa chung. Rồi ok, và tựa game phần 2 này thì các bạn phải đi phá nơi ở của ông It's Horror Club này. Phần 1 thì các bạn sẽ tiêu tiền ông ta, và phần 2 thì các bạn phải đi phá bỏ những cái nơi này. Đây là một nơi mà ông ta chuyên bắt cóc người, sau đó thì tra tấn và đánh đập ở trong này. Và đây là một cái que gỗ. Một viên đá. Pick. Theo mình nghĩ pick là một viên gạch, một viên đá. Nó sẽ có rất là dịch ra rất là nhiều thứ. Rồi mở cái này ra này. Rồi, đi luôn qua. Một sợi dây sắt. Rồi tiếp đến thì mình sẽ mở cánh cửa đây. Vẫn chưa được. Tiếp tục. Rồi. Ở đây thì các bạn đặt cho mình một viên gạch ở đây. Wow. Và đây cô bé này đang cầm một chiếc chìa khóa. Rồi mình sẽ tua phần giới thiệu và phần nói chuyện của cô bé và mình. Ok. Tiếp tục đi nào. Đây là chiếc chìa khóa để mở cánh cửa này. Vào trong đây xem có gì không. Một cái máy cưa, máy khoan. Let's go.
Ok, một quyển sách gọi hồn. Let's go. Rồi mình đã có hồn một cô bé lên. Ok. Một cậu bé chứ không phải một cô bé. Rồi let's go. Đó, cậu này vào. Cậu ta đã chỉ cho mình cái cách để mình phá bỏ nơi này. Và cậu ta đã mở cánh cửa ở chỗ đằng trong. Trong căn hầm đó. Thì trong căn hầm đó sẽ có hai quả bom. Mình sẽ dùng hai quả bom đó để phá nơi này. Đây và căn hầm này đã mở ra. Ở đây có hai quả bom. Chưa, let's go. Rồi, quả bom đầu tiên thì mình sẽ đặt ở bình ga này. Và quả bom thứ hai đặt ở bình ga trong cùng. Let's go. Hoàn thành được chapter 2. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. Đây là một tựa game rất hay và hot trong những tháng vừa qua. Slenderia The Cellar. Let's go. Ở đây có ba cánh cửa, mình sẽ đi cánh cửa này đi. Không có gì ở phòng này. Đây như là một mê cung. Chiếc chìa khóa. Wow, con ma đã xuất hiện rồi. Tiếp tục đi sâu bên trong. Một quyển sách đầu tiên. Oh my god. Đây là một đường cụt. Wow, con ma nó bay. Các bạn mà đi giữa thì khi chạm vào con ma nó sẽ làm cho các bạn mất ngất mất mấy giây. Thì khi đó các bạn mới cử động lại được. Đó, cách chơi game này thì rất đơn giản thôi. Đó là các bạn đi tìm 8 quyển sách và các bạn sẽ thoát khỏi mê cung này. So, ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo, Slender 2. Ok. Tựa game này thì cách chơi cũng khá là đơn giản, đó là các bạn đi xung quanh cái map bản đồ này, sau đó thì sẽ phải tìm những con ma lần vần trong map này, rồi các bạn săn lùng và chụp ảnh nó. Thì ở trong này sẽ có ông Slenderman. Thì khi gặp Slenderman các bạn quay đi thật nhanh để tránh ông ta nhìn các bạn lâu. Nếu nhìn lâu thì các bạn sẽ bị ông ta bắt mất. Và lúc đó khi các bạn thu thập được rất nhiều ma thì các bạn lại phải chơi lại từ đầu. Ok, mình sẽ đi tìm xung quanh đây xem có con ma nào lần vần không. Let's go.
Đây rồi, gần đây có một con ma và nó đang tiến tới chỗ mình và chụp ảnh thật nhanh. Chứ nếu không nó sẽ bay đi nhanh mà mình sẽ mất cơ hội để tìm thấy nó. Let's go. Ta làm gần đây rồi, vừa xuất hiện xong. Đây, đây có một con ma nữa. Ok, con ma thứ hai. Đó, các bạn cứ đi xung quanh và tìm 7 con ma. Khi tìm đủ 7 con ma, các bạn sẽ thoát được khỏi cái map này và các bạn hoàn thành được game. So, ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang game tiếp theo, Hungry the Dragon. Let's go. Oh, ngày thứ 7 là mình sẽ được một con ngựa. Không biết là được cái gì không. Không biết con ngựa đó có đẹp không. Con rồng của mình đang là Simon. Bùm. Được cái may máu của con này rất là nhiều. Sau trong này xem. Wow. Wow, còn một chú rồng khác. Ok, mình chiến thắng rồi. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang tựa game tiếp theo, Stickman Zyverest. Let's go. Boom. Wow, chết luôn. Thế thì mình sẽ phải chọn cái này sao. Cái này là kêu gọi một người ngoài hành tinh đến cứu. Thank you.
Boom. Выручи меня, братан. Скоро буду. Súng bom này phá cửa nào. Wow, nổ luôn cả một căn phòng luôn. Một căn phòng. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo, Slay Ball. Slay Ball Chapter 1. Đầu tiên mình sẽ mở cái cửa đấy ra, sau đó thì sẽ cầm cái này. Every Start. Rồi chạy đến đây, đập vào đây. Ok, let's go. I will be the richest man in the world. Xong đi đường này nhỉ. Đây ở đây có cánh cửa nào không? Mình sẽ sang cái tiếp theo. Let's go. Play. Rồi mình sẽ ăn những cái nhỏ. Thì khi có những cái nhỏ bắt đầu mình mới to ra được. Và khi cơn bão to, mình sẽ cuốn hết tất cả. Và sẽ là cơn bão lớn nhất trong này. Wow, cuốn được cả xe ô tô rồi. Máy bay vẫn chưa cuốn được. Wow. Hiện đang là top 1.
Oh my gosh. Tiêu diệt những anh chàng cơn bạo bé này. Lên anh ta thôi. Ok. Nên tiếp nào. Ô tô đã cuốn được luôn. Wow. Thắng luôn rồi. Victory. Tiếp tục. Oh my gosh. Chết luôn. Vậy thì đầu tiên mình phải tránh những anh chàng đó ra. Wow. Tiêu diệt luôn. Sóc bay những tòa nhà luôn. Mình sẽ cho to hết cỡ xem như thế nào. Wow, khá là to. Hình như nó mắc rồi. Không còn to hơn được nữa. Ok, bắt đầu tiêu diệt. Rồi. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang tựa game tiếp theo. Education and learning. Oh, hi. Okay. Five. Very good one. One. Prop. Great jump. 40. That's great jump. Okay, let's go. I wanna play with someone. Tựa game này thì các bạn phải đi tìm 7 cuốn sách và các bạn trả lời những câu hỏi để các bạn lấy được 7 cuốn sách. Thì trong này sẽ có ông giáo viên ông ta nghe các bạn và các bạn phải chạy thật nhanh, làm thật nhanh. Và không thì sẽ bị người ta bắt mất. Sẽ sang tựa game tiếp theo, Granny. Mr. Granny.
Let's go. Không biết tựa game này còn lỗi không? Thì trước mình chơi tựa game này thì cứ chơi được tầm khoảng cứ lên trên một lúc thì bị đẩy dai. Và không biết tựa game đã sửa chưa. Đây là một ông bán thịt heo. Mình sẽ mở cửa này ra. Cúi xuống nào. Thì chơi thể loại Android thì sẽ không bị đẩy ra. Nhưng mà mình không hiểu sao thể loại iPad lại chơi trên thể loại game này lại bị đẩy ra. Nên khi các bạn chơi tựa game này trên Android, các bạn sẽ không bị gì. Đây là một con dao cắm vào một miếng thịt. Wow. Chúng ta đi với mình rồi, chạy sang đây thôi. Oh my god, đó bị đẩy ra rồi. Rồi ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.